Thì em cũng thấy là vợ em đang đứng ở trước sân ấy, đứng múa. Em bảo, của con bé này ngộ dữ trời. Ngộ là khá là gọi là cũng hơi gọi là có da có thịt và trắng trẻo. Nhưng mà sau cái cuộc gọi là nhắn tin qua lại á, thì cái lần đầu tiên em gặp á, nó lại không được như mong đợi. Chắc là xe áp em. Chắc là xe áp em. Ru của em không có tóc. Ru của em không có tóc. Thì vậy trời, chồng em á có một cái thật mỏ hổn. Mỏ hổn. Ôi dồi ôi, hổn như nào? Chơi game mà hay chửi. Chửi là chửi mấy đứa trong game á. Dạ, em nghe không mà mấy anh kia không nghe. Nói em ngủ ngáy, nhưng mà ngủ ngáy còn to hơn em. Thấy chưa? Thấy là thấy vui rồi hả? Cho em chạm cái tay nữa nè. Xin chào hai vợ chồng. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Vũ Trọng Hiếu. Hiện tại đang công tác ở Đại đội Thông tin, Trung đoàn 97, Trung đoàn 370, Quân chủng Phòng không quân. Rồi bây giờ mời vợ của Hiếu. Em xin chào chị Thanh Vân, em xin chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả. Em tên là Hoàng Thị Huệ, em sinh năm 97. Hiện tại là em đang công tác ở Bưu điện Trung tâm Bình Thủy. Bên này là thông tin. Bên này là bưu điện. Rồi sao hai vợ chồng lại quen nhau được vậy? Dạ thì lần đầu tiên thì em vào đơn vị mình 97 lần đầu tiên là năm 2018. Thì em vào đây là giao lưu văn nghệ. Tại vì bản thân em là người hướng ngoại á, cho nên là em đi tham gia phong trào rất là nhiều. Thì thời điểm đó thì em có quen một chị bạn, chị đang đi múa ở đây. Nhưng mà do chị đó bệnh á, cho nên là mới rủ em vào đây múa. Múa thế? Dạ múa thế. Múa thế đó. Dạ múa thế. Chồng, nói chung là em cũng chưa biết, lúc đó là chưa biết chồng em là ai. Thì sau cái buổi múa đó về thì em có thấy một cái anh bạn, ảnh mặc đồ như thế này và anh có kết bạn Zalo với em. Thì em thấy thì chắc đồ như thế này thì chắc cũng trong cái đội múa. Thì em cũng có đồng ý, thì em có nhìn thấy một cái tin nhắn gọi là Chào em, chào anh. Dạ xong hết. Ủa? Không có câu chuyện nào tiếp theo à? Hôm đấy là cũng là vợ em thì cũng vô trong đơn vị thì tập văn nghệ của các đơn vị thi với nhau á. Thì hôm đấy thì em cũng vừa đi trực về thì em cũng thấy là vợ em đang đứng ở trước sân ấy, đứng múa. Em bảo, của con bé này ngộ dữ trời. ngộ là ngộ nghĩnh dễ thương à? Đúng rồi, sao đứng giữa sân đứng quay như thế này? Không, tại thời điểm đó là trong quá trình đó thì em cũng có đang tập một bài múa khác nữa. Thì em có đang tập lại cái động tác cũ. Cho nên là mà thời điểm đó em cũng gọi là khá là tròn chỉnh. Cho nên là ảnh mới thấy dễ thương, kiểu là baby cute mà đi múa á. Ngoài cái bộ đồ thì em có ấn tượng gì về cái gương mặt của ảnh không? Trên cái avatar đó nha, là khá là gọi là cũng hơi gọi là có da có thịt và trắng trẻo. Nhưng mà sau cái cuộc gọi là nhắn tin qua lại á, thì cái lần đầu tiên em gặp á, nó lại không được như mong đợi. Chắc là xe áp em. Chắc là xe áp em. Câu chuyện này cũng quen quen nha. Em cà mấy cái áp? Dạ không, em cũng không cà luôn ạ. Mà lúc nó trắng dữ lắm hả? Dạ không, trắng cũng không phải trắng đâu, chắc là tại do là ánh sáng rồi anh ạ. Mình gặp nhau rồi này, mình nhắn tin xong rồi này. Thế thì về sau thì sau bao nhiêu lâu thì hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ? Tụi em bắt đầu chính thức quen nhau là đầu năm 2020. Cái điều gì các bạn cảm thấy là cần phải có nhau? Thì lúc ban đầu á thì anh này cũng gọi là chưa phải là gu của em. Dạ. Gu của em là gì? Gu của em không có tóc. Gu của em không có tóc. Thì vậy trời. Thật ra là tại vì gu của em là gu những cái anh như là Lý Minh Hương. Em cùng gu với chị đó. Em thích kiểu đẹp trai thư sinh trắng trẻo đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Lúc ban đầu em nhìn vô hình là ảnh chỉ có cười mỉm thôi chứ anh đâu có cười ra. Đó. Anh đúng gu rồi. Ác dễ sợ trời ơi. Ủa có gì đâu. Giống như giờ em nói tôi hỏi đi tôi đâu có sao đâu. Vậy thì xem như là hiện tại là chồng em cũng là một phần có trong gu của em. Đó. Rồi ai là người tỏ tình chứ? Sau cũng 2 năm thì hai đứa cũng gọi là tìm hiểu nhau. Đến năm thứ 2 thì năm đấy em cũng nhắn tin. Em chỉ bảo là bây giờ hay là hai đứa mình quen nhau thử, được thì đến với nhau. Thì lúc đấy em nghĩ là chắc là cũng không, vợ em là không đồng ý đâu. Nhưng mà sao mà vợ em chưa kịp trả lời nữa là đã đồng ý rồi. Là đồng ý rồi. Ui nhanh thế. Sao vậy? Dạ. Em mới kêu thử rồi mà. Mình phải cho nhau cơ hội chứ anh. Dạ. Nói một cái là em ok luôn. Ok luôn. Ok luôn. Dạ ok luôn. Yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới? Tụi em đầu năm 2020 là bắt đầu yêu nhau. Cưới ngày mà đăng ký kết hôn là ngày 14 tháng 2 năm ngoái. Wow, lãng mạn ghê. Dạ. Vậy là mới đăng ký được hơn một năm. Dạ, em gọi là em thích cái tính của anh Hiếu, gọi là cái tính chín chắn á. Khi mà ra ngoài thì gọi là ảnh rất là trẻ con, nhưng mà khi mà vào công việc á thì anh thật sự rất là nghiêm túc và chín chắn. Em bị một cái đó là anh Hiếu nấu ăn rất là ngon. Thì sau một thời gian tiếp xúc thì bọn em thấy là vợ em là cũng gọi là có tính cách là cũng chín chắn. Cũng biết chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Cô bé này là sau này là cũng sẽ biết chăm lo cho gia đình, cũng gọi là biết nấu ăn, cũng biết quan tâm gia đình. Dạ, vậy thì chắc chắn là hôn nhân của bọn em sẽ rất là êm đẹp bởi vì hai người đã quá hiểu nhau rồi đúng không? Dạ vâng. Sẽ có thấy bị vỡ mộng hôn nhân không? Đó.
Có chứ. Vậy chồng em có một cái tật mỏ hổn. Mỏ hổn. Ôi dồi ôi, hổn như nào? Chơi game mà hay chửi. Chửi. Chơi là chửi mấy đứa trong game á. Dạ. Em nghe không mà mấy anh kia nó không nghe. Rồi sao em có bực bội mà em phản đam lại không? Có chứ, em cũng chơi game em thua em chửi lại. À, hai đứa có con chưa? Dạ chưa. À, chưa. Ờ, bảo đúng sao? Rồi chưa, nó mới rảnh vậy đó. Rồi gì nữa nè? Chồng em ngủ ngáy rất là to. À, ngáy to. Dạ, thường xuyên quấn cái mền. Em không có mền để đắp luôn. Rồi. Ích kỷ trong chuyện chăn gối. Thế còn cái gì khác nữa? Xấu hơn nữa, đi xấu xa hơn có. Nữa. Nói nhiều. Nói nhiều. Trời, đàn ông mà mỏ hổn gì đó hả? Tại vì em là em thích đi kiểu là giao lưu ngoại giao đó. Thì khi mà mình ngoại giao thì mình bắt buộc mình phải có một vài ly men. Thì chồng em lại không thích cái điều đó. Dạ, tại vì chồng em là người không uống được bia rượu. Dạ. Mình không uống được mà cũng bắt người ta cũng không uống như mình. Đây là ích kỷ thật rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là cái nhà này ngược ngược ấy anh. Bình thường người ta là chồng hay đi rộng đúng không? Nhà lại ngược lại. Ở vậy trong tất cả những cái tật xấu đó muốn ông thay đổi điều gì? Đúng không? Bớt hổn lại. Em nghe mệt á. Bớt cằn nhằn em ví dụ đi nhậu lại. Tại vì em uống hồi trước trong quá trình mà quen nhau thì thiệt là em cũng uống nhiều thiệt. Cô uống nhiều thiệt. Tại vì em đi giao lưu là đô quen thì chắc cũng 7-8 chai. Trời đất ơi. Nhưng mà sau khi mà lấy nhau về thì quen cũng giảm xuống còn cỡ 2-3 chai. 2-3 chai đúng không? Rồi bây giờ tới Hiếu nè. Em mới trả thù đi. Mỏ bắt đầu nè. Bắt đầu nào. Khai mỏ. Nói em ngủ ngáy. Nhưng mà ngủ ngáy còn to hơn em. Em có ghi âm lại. Nhưng mà em cho nghe. Cứ cãi là không phải là em ngáy. Trời ơi đó. Đây, cái đó mới là thằng xấu đó. Cái đó mới là thằng xấu. Em xin được nói thêm là sao? Nhà em có một cái truyền thống là thành viên trong nhà ai ngủ cũng ngáy nhưng không ai thừa nhận. Dạ. Tại em khai để... mình em được rồi. Em khai gia đình với anh chi vậy. Đó. Em thì em cằn nhằn thì cũng không phải là tự nhiên em cằn nhằn đâu. Tại cũng một phần là bia rượu thì cũng mình uống thì giao lưu uống 1 ly 2 ly được rồi. Chứ đừng uống nhiều. Không phải là em cấm cản gì nhưng mà lúc mà mình đi về ra ngoài đường rất là nguy hiểm. Đúng. Thực ra là cái tật xấu nhất mà em không thích là tật uống rượu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đấy lại là năng khiếu của vợ em. Rồi. Xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ. Hai vợ chồng này rất là đáng yêu, đúng rất rồi. Là vui tươi. Và anh hy vọng là những ngày sắp tới các em sẽ càng vui hơn nữa. Dạ. Bởi vì các em chắc chắn là sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và thật ra không cần phải là người này nói với người kia những điều mà tôi muốn bạn phải thay đổi. Bản thân chúng ta sẽ tự nhận thức được và bản thân chúng ta sẽ tự hoàn thiện. Yeah. Chúc hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc và sớm rồi. Có tin vui. Cảm ơn Hiếu nha. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn em. Con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm và sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Gốc Quảng Ngãi. Trời, cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng. Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ. Cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Tình cờ đó, mà trên con đường đó chắc là ba má con có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là trọn vẹn luôn là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những con đường đó là có con hay sao đó. Sao được? Em sao vậy? Hả? Trên con đường đó là có... Không, trên có nghĩa là trên con đường kỷ niệm hai ba má gặp nhau trên đường đó. Rồi có con. Có con ở sao? Ở chỗ nào? Nguyễn Minh Khiêm có khách sạn nào không? Nhiều ta? Khi Nguyễn Minh Khiêm ở ngoài quê nữa. Quê Quảng Ngãi nữa sao? Đúng không? Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa? Dạ Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31 tuổi. 89. 31. 31. Dạ, 31. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ ông xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng hai vợ chồng làm việc. Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Cả hai chồng chắc là con chỉ ở cái khâu rồi thu tiền, gom tiền, giữ tiền rồi thôi đúng không? Dạ cũng trả nợ nữa đó cô. Đúng rồi, tình hình dịch này chắc cũng ảnh hưởng dữ lắm. Đúng rồi ạ. Rất là ảnh hưởng. Thôi nói chung là dịch mà vẫn mưa mà em. Hả? Mưa. Dịch mà vẫn mưa. Tại vì đâu ai đi ra đường đâu. Nhưng mà cái khâu sản xuất thì nhà nước vẫn đang cấm đó. Dạ. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Có bé chưa? Nhau... Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. Được 1 tuổi rưỡi. Dạ, dạ. Lấy nhau lúc đó mới có 22 tuổi rồi. 22, 23 ạ. Đúng rồi. Rồi kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên
hai đứa gặp nhau như thế nào? À, lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước rồi. Khi cưới là khoảng khoan, cô xin lỗi cái bây giờ đố ông mụ làm sao đoán được một cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi, ông này ông bán áo đi mưa, hồi này học y dược rồi sinh viên rồi sao quen được ta. À, trời ơi, biết rồi, cô này đi học, cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên cái áo mưa ở nhà đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa, thế là nhào vô như mua cái áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền tặng cái áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng em rồi. Ơi, trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có một ngôi trường, một người ngôi trường nữ sinh đó, rồi trường Trưng Vương thì đó, một người đó kế sở thú. Trời tự nhiên mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả, thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, áo dài của cổ ướt rừng rượt như vậy, thì cổ đi ngang một cái chỗ bán áo mưa. Ông này không bán áo mưa ở đâu đó? Bạn này trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trời ơi, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa nào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy cô gái đó, nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt á, nó mỏng á, rồi cái bạn này tự nhiên thấy không được không được, trời ơi một người con gái như vậy không được, thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng mà đưa kiểu này nè. Đó đó, cô này nhận áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè, rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong nó ôi anh ơi áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy. Bạn này nói là luôn á, à đó là do anh sản xuất đó em, vừa sản xuất vừa phân phối. Trời, một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp, rồi hai đứa sạc điện coi như là sạc điện luôn đó, luôn. Rồi đến với nhau. Hay nè, nó vô lý, trời, vô lý hùng vô cùng, vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có sở thú rồi, chứ không có đâu hết trơn á. Làm trường sao Trương mà Vương. Có cái xưởng, có cái trường Trương Vương mà không có cái xưởng áo mưa? Ta bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài đường. Bán dạo. Đã nói là anh vừa sản xuất, vừa. Lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất. Nó bứt một cái áo mưa ở trên cái chổi xong rồi đưa vậy nè, đó đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn á, tại vì lúc đó áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đoán thấy cười không? Chắc cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Trật lất không? Dạ, đúng rồi, chất lất đúng không? Anh chị biết là đoán là trật lất nhưng mà cố tình đoán vậy để cho không khí nó sâm tụ, dạ, cho nó vui lên. Nha. Cô chú nó cô chú trật vậy đó. Ừ, thôi giờ hai đứa nói đi. Còn trật cỡ nào nữa. Sao? Nói đi bà. Dạ, khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ, đã gặp 7-8 năm rồi, nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp? Trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này, bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Là ảnh mới là chở người nhờ chở giùm đó. Dạ đúng bên, rồi. Bên con bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đó, đúng rồi. Đúng rồi ạ. À. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi, nhưng mà ốm á. Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Và là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Thì hồi đó hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí. Lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi đúng không? 18. 18 tuổi rồi. Thì bạn ông này có là 22, 23. Đúng không? Đang học đại học năm 3. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Tại tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? 5 năm 6 năm gì đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, được chở nhau đi trên đường nghĩa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ, đúng rồi. Vậy thì điều gì? Đó, cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là
sau cái đợt đó thì cũng bình bình, sau đó cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. Ừ. À có nghĩa dạ. là bé này xuống dưới chỉ là xuống về. Chơi cái dịp chơi. Đó ấy rồi con về luôn con dạ. con dạ. ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, 3-4 ngày. Ba bốn ngày rồi dạ. con về luôn. Dạ. Rồi dạ, mấy xong rồi học vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Biết cho tới năm 2014 rồi. Là 20 tuổi. Dạ. Mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô âm tính đó. Rồi cô ấy cũng quen một người khác, con rồi. Cũng quen một người khác. Oh. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần đúng sau thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ông đó. Nhờ ông anh đó. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk, dạ. đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt lúc đầu đó thấy Khánh sao nè. Khoan, ấn tượng nè. Đó, sau mấy năm không gặp bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nè cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy là lúc đó là mới chia tay người yêu nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Với lại cái thời tiết trên đó nữa đúng em rồi, ơi. Mát lắm chị mát ơi. Mát rồi. Nhưng mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mà mình gặp đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói lần trước thì mình không để ý nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn đó, lần này cô đơn đó. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh thì sao? Thấy bình thường. Dạ vẫn bình thường thôi à. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là phải có gì đó đặc biệt rồi đúng không? Dạ thì là lúc, phải đó, theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý nhưng mà lúc bước lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành đó, ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì cũng mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó đó tức dạ. là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á, giống thấy như tự nhiên có sự tranh giành, có nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải dành cho bằng được đó. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng lộ liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác luôn. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực. Đó là cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài phía sau nữa. Động lực đâu không thấy nữa mà con kể cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con. Xe hơi hỏi Khánh nè, tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? Đâu anh đâu có chở đâu mà ý là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể con đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình, xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng nhát quá. Ổng nhát, ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. Anh này thì ảnh cũng rảnh, cái kêu ảnh đi nhậu, thế là 4 người. Chứ không phải là con lúc nào đi 4 người hết. Dạ đúng rồi. Anh rể là không tính rồi. Mình nghe 4 người. Có chị gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây cái đối thủ cạnh tranh với mình đó. Ngồi nhậu. Lúc nào nhậu 4 người hết. Dạ. Hầu như là cái giai đoạn năm 2014 nào nhậu 4 chân á. Cái bàn 4 chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt và con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết
cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột, ông này ở dưới Sài Gòn, cứ tối là ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2, cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe, cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó, cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó, xong rồi ông kêu anh tặng em vậy đó, ông đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng, thấy ông cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó, khó nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học, thì anh này xuống đây anh có cơ hội nhiều hơn, cái là ông chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn, cái là mình mới đồng ý, mình mới đồng ý quen ảnh. Dạ dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không, đó học xong rồi, học xong xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt ở trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? Nhưng mà cái tánh của vợ con rất là kỳ, nghĩa là ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm, nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền. Vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh? Không, vẫn có về chứ. Mấy đợt mà trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về Buôn Ma Thuột. Về chảnh. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận rồi, mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận mà ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỏ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị là giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột hả? Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi, rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra, thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần, một lần duy nhất thôi. Là hồi đó, nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy luôn. Gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà vẫn không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung trong lòng mình, trong đầu mình là hầu như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Cái là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra, mình lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Con cứ search Google con đi thôi, mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ, mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn? Đi xe máy một mình luôn, mình lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi, 380 cây mà không đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đồng hồ à? Dạ. Đi xe máy mà. Đi dữ, đi nhanh dữ trời. Lúc con đi lên trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, với xe máy thôi. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp, rồi con năn nỉ, rồi con có ở lại không hay là con về liền con luôn? Ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hết giận rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời ơi. Chứ cái mặt mình chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm, cái làm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nó là anh Khiêm đừng có bỏ em, rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa, xong rồi xoay qua bên phía con, thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Thế đâm ra là có cái phản cảm. Đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á, thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Đúng rồi. Tại thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi, dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương như mẹ. Dạ, đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là
Giận đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại là. Ồ, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi đúng không? Dạ. Tốt đẹp chấp nhận thôi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Như là cũng nhìn thấy thời gian nó sẽ xoa dịu tất cả. Và bản thân con này con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, là ảnh đòi cưới luôn á. Thì cưới bởi luôn. Vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. À, hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Đó, có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ báo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng dạ. Rồi ạ. À. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao dạ. Khác làm sao nè? Okay. Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha. Đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu cưng mình phải chấp nhận. Mê chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó dạ thì mình cũng phải chấp nhận nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa. Để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu hôn, ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Thế là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á mà gấp thành cái nhẫn á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy ủa cầu hôn rồi đó hả? Thì mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ. Và cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn. Thì thôi, thế là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, thế nên thôi cũng chấp nhận ảnh. Rồi cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ, 50 tỷ, dạ. 5 tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa lại không ưng. Đó nên là ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok rồi bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Khiêm là một người rất lãng mạn đó nha. Nhìn cái tưởng cô Khang chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Khiêm? Thật ra thừa nhận là con khô nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình sợ YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á là sản xuất ở mưa, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác á. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có mẹ biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì mẹ cũng tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích nhưng mà phản không thích thì không thích nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Rồi có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó thì lúc đó là mới về là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao giờ mẹ con thương Khánh chưa?
Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á, thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi. Nhưng mà thời gian mà bù đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần dần á, thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Và bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã, tức là trước còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á, cái đó là mình phóng khoáng nhiều, cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh, thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, thì con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ, rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á, bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả, chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. Hai năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả, mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quá giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong rồi. Cái giọng của con là nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười. Con bắt điện thoại lên, con alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì vợ chồng con cũng gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm, bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế, má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này, vì mẹ thì thương anh này lắm, thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả, nhà còn hai đứa em sau nữa. Hai em gái hay em trai? Dạ hai em trai hết. Có ba trường hợp, trai cả, trai út hoặc là anh trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh mà anh thí sinh cũng nhiều lắm, anh cũng cố gắng thí sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái ạ. Đúng. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn, là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp, là biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm que thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái que thử thai lên nó hai vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á, thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai bởi vì hạnh phúc khác hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn hai đứa ôm nhau. Cái là bệnh viện người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn, người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời ơi, vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc, cùng mà khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh, cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé, cái con bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con hả? Đúng rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sâu sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mới mang thai cũng stress mà chăm con cũng stress luôn. Cộng vô cái đó là nó mới đi chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha, vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau, thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TVB.
Đây là rất thích xem phim TVB. Fan fan cuồng của TVB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ không không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người con, một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận, mình cảm thấy là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. Ngày xưa mà ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh đó đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc đó con sao? Dạ, thì lúc đó là con cũng cố gắng con phụ, con đi làm về để con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không? Con biết là vợ con bị trầm cảm. Con biết chứ. Thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt rồi, bây giờ là chỉ cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sanh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại tôi cho phép được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm. Tối là 7 8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn mà. Nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress chứ cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai, là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ? Trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết. Bây giờ mình không xuống cũng được mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa. Cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn. Cái đó cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự tử cái suy nghĩ đó có hai lần. Chớm hai lần. Trời ơi con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó. Không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có đựng chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ đồng muốn cảm gì đó. Mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được cái dạ. Tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay á. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, ê muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó là mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái là không được. Đó là đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu mà có một đứa nữa không biết thì sao. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ à. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Thì sợ tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không.
Nói chung là tại vì á, Khánh á, là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao bạn này là người có trách nhiệm. Có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa nhỏ. Dạ, tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại đó. Vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm. Và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ, đúng chính rồi. Vì vậy chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Ừ. Đó, nó là mong như vậy. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bàn tay của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè. Tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỉ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác. Sẽ thay đổi cái gì? Sẽ thay đổi, bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi. Đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu. Nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa ở trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp easy chăm em bé đó. Khánh là từ y dược. Như là y dược nữa. Dạ. Cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á bắt đầu nó 5-6 tuổi nó bập bẹ nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, không chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó. Có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, nó không có em biết mà. Đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm chứ tôi đẻ cho 7 con. Dạ, thôi được rồi, anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Anh mà tại vì già quá. Còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Đúng rồi. Trời ơi, nè mai mốt nha, không, dĩ nhiên bây giờ là không có suối đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tội tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha. Thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Rồi, bây giờ cá không? Đó. Tại vì đây nè, em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, lúc đó thèm đó. Yeah. Lúc đó không chảnh. Thôi bây giờ qua bây cái giờ kia đi. Rất là cưng rồi mà. Bây giờ qua tới cái phần kia này đi. Nè. Quá cưng. Đại hội vạch mặt. Đó. Đặc xấu. Đó, người ta gọi là đại hội vạch mặt. Đó. Đó. Đại hội vạch mặt. Để khi mà khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi, để con nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có rào trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể gọi là kể tính tật xấu hả, kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm, sai giặt á, sai chồng mà chạy, sai giặt. Ví dụ như có cái điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không, nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay à. Vậy ngon rồi, năm món năm món ngon là rồi. Được rồi, chiên xào luộc hấp à. Nấu cơm nữa là xong rồi à. Cơm bắt ăn vặt, cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài vỉa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á, cái đó là thực sự đó, cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn vặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Con phải đi mua hả? Đúng rồi, bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cỡ nào nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá rồi. Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp đó. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà... Thôi không kể nữa đâu. Sao vậy?
nó stress nữa phải không? Không, nó trầm cảm nữa giận. Hay gì? Hả? Không sao đâu, không sao, không không có sao hết trơn á. Kể thêm tật nó thôi, khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nữa à? Uống bia là vô đói. Bia dữ lắm mà. Bản thân con là đàn ông có uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Con dọn mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa tay đôi với nhau? Dạ có. Thường xuyên phải không? Tức là thường luôn. Hai vợ chồng uống ấm, gọi là gì? Nó gọi là gì? Ấm đấu ẩm hay đối ẩm, hai chồng đối ẩm nhau. Có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon được. Vậy được rồi. Vậy đó, vui lắm. Hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ. Còn hai chồng mà uống nhau là vậy là hay đó. Dễ thương á, cái đó dễ thương. Tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui là lôi nhau ra nhậu. Ồ, được á. Bởi ông Tuấn ông chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ không? Không, ảnh cũng không có nhậu. Ảnh là ẩm trà, gọi là gì? Trà đạo hả? Trà đạo. Trà đạo thôi. Mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn. Bởi ông cũng chán trường cô lắm, hiểu không? Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Ừ, đó, thôi được, cái đó dễ thương. Uống nhưng mà chia ra hai trường phái nữa. Ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết. Còn vợ thì lầy lầy vô đói luôn. Mà lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được rồi. Rồi. Chứ hai đứa cùng lầy nó cũng mệt nữa. Thôi, vậy không có phải tật xấu đâu. Tôi không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Ừ, vậy đi. Chừng nào bà kêu cái bà hàng xóm lại hai bà ngồi cưa đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Quá. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thật mệt lắm nha. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly ly thân mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi. Lúc nào cũng cầm trên tay để có người để sai vặt mà nó. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta, chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như chà, là đây cũng hay quên vậy. Dạ con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên cái kia là thú tính chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính nên là ảnh là hay quên. Ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, không kiểm soát được. Là gọi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được. Cái chuyện đó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi. Mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á. Xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời mình ơi, cũng sợ hâm dọa chứ. Vậy là tật xấu đó, cái này là tật xấu đó, đó. Tật xấu hiếp người. Trời quá đáng ơi, hâm dọa người quá đáng. Rồi tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á. Cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa. Mà không. Sao phải đi? Cũng nói vậy thì không thể chấp được anh. Bởi vì anh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu. Anh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy. Muốn cho anh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi. Bớt sai giặt chồng bớt đi lại. Đó, để cho chồng chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết mà. Di từ truyền. Nhỏ đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi. Dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng khóc hả? Đúng. Hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật sự khoảng cách 5 cao nhưng đây hay khóc lắm. Người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, chạnh lòng chút xíu này đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt đó, cứ vậy nuốt ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm sĩ diện á mà nuốt ngược vô tình cảm quá tình thì cảm. Chị nói em hai anh em bắt tay nhau được rồi đó, anh mong manh lắm. Anh có những cái đồng cảm với Khánh với Khiêm. Dạ. Nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh. À, thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đấy. Hai vợ chồng con đồng là cả. Cũng có giao kèo mà. Nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Mới okay. Tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai.
Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa, cho nên là giao kèo trước luôn, là giận thì giận, nhưng mà trước khi ngủ là phải xong. Đối tác mà có thực hiện hồi đúng đó con lại quên giao kèo là lỗi ai người đấy nhận, chứ cuối cùng con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi, tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do. Không gì. Cần phải thay đổi con gì không hết. Không mong muốn rất nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha, con có mong đây là cơ hội đó tính không? Cái mình nóng tính, ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà, tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy đâu, muốn Kim thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không có sao hết. Như vậy là ok vậy được rồi. Thôi hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực tới qua cơn bỉ cực hết rồi. Bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi, bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu, em bé càng lớn càng đeo mẹ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè. Mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp. Nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải vung dán nó vô, nó phải bám mẹ nó. Con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra. Và mẹ nó là thần tượng của nó. Thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì. Đó, hay là hay không? Con hiểu chưa? Đó, kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi, xin cảm ơn em nha. Một cái nụ cười của em rất đẹp. Và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình, không được rơi vào những cái trạng thái u uất, không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa mà bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này nha. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha, hiểu nhau ha, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai có đứa nhỏ nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nghe.